gia đình em Thảo chi ân cô chú anh chị những chậu cây phi điệp rất là đẹp, giống như một món quà em dành tặng cho cô chuyến anh chị nhân dịp năm mới năm 2021 ạ. Đây là những chậu cây phi điệp dòng thân nù của nhà em này rất là xinh xắn như cô chú anh chị đang nhìn ạ Hiện tại cây đã đến tuổi nở hoa và chúng ta có thể đã kích hoa đầu ngọn được luôn nha các bác nhá. Đấy và những cái cây đã thắt ngọn rồi nó đang tích chữ cho dinh dưỡng này. Các bác nhìn này thân của nó nù xinh lắm, so sánh ngựa ngón tay của em đã. Đó, nhà em Thảo sẽ chia ra làm combo để cô chú anh chị dễ dàng mua hơn nhá. Đó, bình thường những chậu này em Thảo bán 150 000 đấy ạ. Ngày hôm nay Combo theo 3 cây này em Thảo bán với giá là 295 000 Đồng thời em Thảo sẽ tặng quà cho cả nhà là một gói à, siêu lân và miễn phí ship nhân dịp năm mới nhé Siêu lân thì ngoài chức năng là phục hồi cây và giải độc cây trồng Nó còn có chức năng là cung cấp chất dinh dưỡng Đồng thời đối với cây đã đủ tuổi nở hoa nó sẽ giúp việc phân bám mầm hoa và cho hoa đồng loạt là đối với á, combo này thì em sẽ đặt tên là combo thịnh vượng về combo thịnh vượng này thì sẽ gồm có hồng mỹ nhân này hồng minh châu và hồng yên thủy em sẽ lựa cho các cô chú anh chị những cây thân huyết hạc rất đẹp nha thân hồng nhung huyết hạc rất là xinh đó mỗi một cây của nó cao khoảng từ 15 cho đến 17 cm và những cái đường chỉ sọc của nó cũng hồng luôn này các bác nhìn này đấy mặt bông mẹ của nó này gồm có hồng yên thủy mặt bông mẹ rất là xinh và xuất sắc đúng không ạ đấy, và tiếp theo là hồng minh châu Đấy, và cuối cùng là cây hồng mỹ nhân Mặt bông mẹ rất là xinh Đó, em sẽ lựa cho các cô chú anh chị những cái cây rất là đẹp nhá Cây thực tế của nó đây ạ Đó, và một số cây đang trong quá trình dụng lá rồi Nên là trong quá trình hiện tượng mà vàng lá em gửi ấy, Thì cả nhà yên tâm, không có vấn đề gì đâu ạ Đấy, tiếp theo là một cái combo nù của nhà em Thì combo nù này thì em sẽ đặt là combo nù luôn Bởi vì có ba dòng nù Đấy, nù là cũng có nù tam bố, nù tali và cây nù hòa bình Đây, ví dụ như là cây này là cây nù tali này Cả nhà nhìn thấy không ạ? Đường chỉ sọc rất là đẹp luôn Đấy, em dơ cho cả nhà xem cây của nó cao khoảng tầm 15 cho đến 17cm Rất là xinh Đấy, so sánh thân mập ú nu luôn đấy ạ Đấy là cây nù hòa bình này được chị sọc cây nụ hòa bình rất đẹp luôn đó 295.000 em Thảo sẽ miễn phí ship cho cô chuyến chị đồng thời em sẽ tặng quà cho cả nhà giống như là combo thịnh vượng của nhà em là một gói siêu lân đó siêu lân này thì là một trong cái sản phẩm không những là cần thiết mà nó còn là những cái sản phẩm giúp cây hoa lan chúng ta lá hấp thụ chất dinh dưỡng và chống hiện tượng nghẹt dễ vàng lá sinh lý. Đấy, mùa xuân thì khi mà mùa xuân bước tới thì cái độ ẩm trong không khí nó rất là cao đúng không ạ? Đấy nên là hạn chế được cái quá trình là thối dễ luôn đấy ạ. Đó ngoài ra thì ngoài siêu lân ra thì nhà em Thảo còn có bán thêm vật tư phân thuốc thì em sẽ quay một cái video về vật tư phân thuốc nhá Đây là thuốc kích hoa em Thảo bán 70.000 này kích dễ n3m em bán 25.000 còn b1 em Thảo bán 45.000 em sẽ làm cái video quay về những cái vỏ thông các thứ để chúng ta trồng hoa lan nhé gia đình em Thảo xin chia sẻ và giới thiệu đến tất cả các cô chú anh chị một dòng hoa lan đẹp và quý hiếm, đó chính là Hoàng Thảo Ken. Hoàng Thảo Ken nằm trong top 10 loại hoa lan có giá trị kinh tế và giá trị thẩm mỹ cao nhất trong dòng hoa lan Việt Nam. Chính vì vậy là cái dòng hoa này thì vô cùng được nhiều cô chú anh chị yêu mến và bản thân em Thảo cũng rất là thích cái dòng hoa này. Không những thơm, đẹp mà đặc biệt là khi mà chúng ta trồng để làm kinh tế cũng rất là hiệu quả nữa. Và đây là hoàng thảo kèn em Thảo đã nhập về rất là lâu rồi và bây giờ nụ của nó đã sưng ra và đây là em Thảo chắc chắn là kèn. Thì em Thảo sẽ bán và chia sẻ cho cô chú anh chị với giá rất là mềm luôn đấy ạ. 750 000 một cân. Nếu mà cô chú anh chị nào mà chúng ta chỉ sưu tầm thôi. Đó chúng ta chỉ sưu tầm thôi thì chúng ta lấy theo bó cho em Thảo nhá. Một bó như này để cho cô chú anh chị sưu tầm đó chính là 200 000 nghìn đây. Chúng ta một giò kèn 200 000 nghìn như thế này thì rất là đẹp luôn rồi. Đó, đây các bác, đây. Và hiện tại cây của nó đang bật mầm gốc rồi đấy ạ. Đây là bó 200 nghìn nhé cả nhà nhé Đây là em lấy ra tượng trưng để cô chú anh chị hình dung dễ hơn này Và tiếp theo ở bên này đây là bó để cho cô chú anh chị à, muốn trồng cái giò to hơn Xinh hơn thì chúng ta lấy bó 300 nghìn Đây cả nhà nhìn em thảo lựa này Đó Và những cái cây này thì em sẽ cố gắng lựa cho cả nhà có mầm gốc nhá Không phải là cây nào cũng có mầm gốc đâu Nhưng mà cô chú anh chị nào mặt đặt hàng Thì em thảo sẽ cố gắng lựa cho cả nhà những cây tốt nhất này Đẹp nhất luôn đây này các bác có nhìn thấy sai không ạ? Rất là sai hoa và đặc biệt là chúng ta mua về khoảng tầm hơn 2 tuần nữa thôi. Đó, tính là 3 tuần là cô chú anh chị vừa có thể làm giống vừa có thể ngắm hoa luôn. Đó, còn nếu mà mua cân thì em thảo bán là 750.000 một cân đây. Một cân nó sẽ được tương trưng, tương tương đương như thế này. Đó và đây em Thảo lấy về để ủ tại đây đây ạ à, Đấy, Mỗi lần em Thảo livestream có rất nhiều cô chú anh chị hỏi đến mà ngày hôm nay này Khi mà trời dạo gần đây là ấm lên là nó bắt đầu nở Nó bắt đầu có nụ to như này là chắc chắn là ken Thì em Thảo mới bán để chia sẻ với cả nhà Bởi vì là khoảng tầm hơn 2 năm, 2 năm trước đúng không ạ Đó 2019 là em Thảo bán ra thì có bị lẫn Ở nhà vườn họ có bị lẫn ý ngọc đấy ạ Đó và em đã phải lá bù lại cho khách rất là nhiều đó nên là ngày hôm nay là chắc chắn kèn rồi đó em đảm bảo và bảo hành kèn cho cả nhà nhá đó có bó 200.000 và bó 300.000 nhá cả nhà nhá năm nay là năm con trâu nên là đầu xuân năm mới em Thảo xin chia sẻ đến cô chú anh chị những chậu đai trâu giống lá xếp rất là đẹp để cô chú anh chị chúng ta có thể sưu tầm này đó mùa xuân là tết trồng cây đúng không ạ À, những cái cây đai châu giống này thì các bác biết rồi đai châu có một số nơi gọi là nghinh xuân hoặc là có một số nơi gọi là ngọc điểm đều đúng đấy ạ đó tùy vào vùng miền và là một những cái dòng hoa không chỉ đẹp và nổi tiếng ở việt nam đâu mà còn nổi tiếng ở trên toàn thế giới bởi vì hoa của nó là rất là đẹp hoa nở bền được hơn một tháng và đặc biệt là ở với việt nam mình thì đỡ vào đúng dịp tết nguyên đán nên là càng được nhiều cô chú chị yêu mến hơn đó ngày hôm nay thì em thảo sẽ bán chia sẻ cô chú chị với giá rất là mềm luôn ạ đây là đai châu lá xếp nhé cả nhà nhé Có rất là nhiều màu em cho cô chú chị xem này Đó, có màu trắng này Đó, có màu bò sữa, màu đỏ Màu trắng tím này Có rất là nhiều màu đúng không ạ Màu cam, cam lửa, hồng cánh sen à, Màu trắng tinh khôi này Đó, các bác có thể nhìn thấy này Màu tím, tím đen đúng không ạ Có rất là nhiều màu sắc để chúng ta có thể là à, trông Và đây là em Thảo bán theo combo 10 chậu này Đấy, các bác phải tham khảo giá trên thị trường. Ngày hôm nay em thảo bán giá chia sẻ với giá là 240 000 một chậu một uh, 10 cây như thế này. Đó, đây là những cái cây lá xếp nha các bác nhá. Những cây lá xếp em thảo bán tri ân nên những cái giá rất là mềm luôn nên là anh chị em nào yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm. Đó, đây cái màu này có màu xanh ngọc này. Đó, màu tím này. Bên này đây là những chậu cây phi điệp hồng minh châu gieo hạt của nhà em này. Đó, do là em Thảo live stream vào lúc 8 giờ tối hàng ngày Nên là nhiều cô chú anh chị đi làm ca buổi tối Không có xem được em Thảo live stream Nên là em có quay cho cô chú anh chị xem nhé Đây là mặt bông mẹ của nó đây ạ Đây là mặt bông mẹ của nó Còn cây thực tế em Thảo đang bán từ uh, Đây, một thân như này các bác nhìn này Một thân cao khoảng tầm 25cm Hiện tại thì cây đang có nụ Em Thảo bán 250 nghìn cho bác nào yêu mến nhé Đó, đây Đó, các bác nhìn này đây, Cây thực tế của nó rất là đẹp luôn Số lượng thì em Thảo không có nhiều Nhưng mà do là nhiều cô chú anh chị yêu cầu quá Nên là em Thảo quay cho các bác xem từng cây Đó, đây là cả khu này của nhà em nhá Em sẽ có, khi nào nó có nụ thêm Thì em Thảo sẽ lại bán cho cả nhà vào lúc 8 giờ tối hàng ngày Đó, mặt bông mẹ của nó thì xuất, xuất sắc luôn này các bác nhìn Đó Và tiếp theo bên này là những chậu cây phi điệp Hồng Yên Thủy gieo hạt của nhà em nhá cả nhà nhá Hồng Yên Thủy gieo hạt mặt bông mẹ của nó đây cả nhà đó, mặt bông mẹ của hồng yên thủy gieo hạt đây rất là đẹp đúng không ạ? Đây, cái mũi của nó này rất đẹp, cái cánh nó rất là xinh luôn. Đó và cây hiện tại của em thì có có cây này, có cây một thân và có cây hai thân. Hai thân thì nó sẽ thấp hơn một chút xíu. Hai thân thì nó có thân to, thân bé nhá. Tất cả các cây em thấy riêng hồng yên thủy là có đang có mầm gốc và đang sưng mầm gốc hết rồi. Đó, đây các bác nhìn này. Đó, chậu của nó chủ yếu là hai thân thấp khoảng tầm 20 cm thôi nhưng có hoa hết rồi. Có chậu một thân nó cao hơn chút xíu thì bác nào muốn lấy chậu bao nhiêu? trên thì có bảo em. Đó, đây. Đó, chậu hồng yên thủy này, em có số lượng cũng không có nhiều đâu. Khi nào mà nó có nụ thêm thì em thả sẽ bán nhé cả nhà nhá. Đây, đó hồng. Tiếp theo đây là những chậu cây phi điệp hồng mỹ nhân gieo hạt của nhà em này. Đó, số lượng thì em Thảo cũng không có nhiều đó ạ. Nhưng cái cây thực tế em Thảo cũng bán cho cả nhà 250 000 Đó, do là em Thảo livestream vào lúc buổi tối 8 giờ nên là rất nhiều anh chị em đi làm vào lúc buổi tối ca đêm đấy ạ. Nên là em Thảo quay thôi. Đó, cây thực tế nhà em Thảo đang bán đây. Đó, em Thảo bán mỗi một chậu của nó có một thân. Một thân em Thảo bán là à, 250 cho cô chú anh chị nhé đó, một thân. Em không có nhiều nên là em cứ quay như này. Khi nào mà cô chú chị nào mà muốn lấy chậu nào thì em Thảo sẽ chụp qua Zalo để em gửi cho cả nhà. Đó, đây cây hồng của nhà em nhá. Và bên này là có một vài cây hồng xòe gieo hạt của nhà em. Đó. Thì uh, cây hồng xòe gieo hạt em cho cả nhà xem mặt hoa này. Đây. Đây chính là mặt hoa của hồng xòe gieo hạt nha các bác nhá. Đó, mặt hoa của nó đây rất là đẹp đúng không ạ? Đó, và cây thực tế thì em Thảo cũng bán mỗi một chậu của nó gồm có một thân. Đó, hồng xòe em Thảo bán 250 nghìn nhá Đó, em bán cho các cô chú anh chị uh, những cái chậu như này 250 nghìn Số lượng em Thảo không có nhiều đâu Nên là bác nào mà yêu mến thì có thể gọi điện trực tiếp để đặt hàng với nhà em nhá 250 nghìn một chậu hồng xòe gieo hạt Đó, à, bác nào lấy cây nào thì em thấy chụp qua à, uh, Zalo hoặc là các bác uh, tin tưởng thì em Thảo sẽ lựa cho các bác những cái cây đẹp để em gửi cho Ngày hôm nay, gia đình em Thảo vừa mới về thêm những chậu đai châu hồng mỹ nhân, một loại đai châu cao cấp nhất trong dòng đai châu. Cũng giống như là phi điệp đúng không ạ? Có khi chỉ 50.000 nhưng mà cũng có khi lên đến vài trăm triệu đồng, cũng có tiền tỷ đúng không ạ? Đó, đai châu cũng thế và đai châu hồng cánh sen này là đai châu có giá trị kinh tế cao nhất, đắt nhất và mặt bông có giá trị thẩm mỹ rất là cao đúng không ạ? Nở ra thì cực kỳ là mê ly luôn. Đấy, các bác nhìn thấy là số mặt bông của nó em cho cả nhà xem này. Đó, đây là cây lá mít xếp nha các bác nha Đó, đây là lá mít xếp luôn Rất là đẹp, lá của nó khoảng tầm 3cm Rất là đẹp và khoảng từ 4 cặp lá Đó, cả nhà có nhìn thấy cây rất xinh chứ ạ Đấy, em thả bán nhân dịp đầu xuân năm mới Em bán tri ân cô chú anh chị luôn ạ à. Và ngoài đai trâu này em thả còn có đai trâu nhỡ nữa Đó, đai trâu nhỡ thì em để bên này đó em sẽ quay cho các bác nhé Em bán tri ân đai châu hồng mỹ nhân này Mặt bông hồng cánh sen này với giá 180 nghìn Anh chị em nào mà mua một cặp như thế này Nhân dịp đầu xuân năm mới Em miễn phí ship luôn Hôm nay chơi lớn luôn ạ à. Vừa chi ân giá Đấy giá bình thường là em thảo bán 250 đấy ạ à. Đó vừa chi ân phía miễn phí ship khi mà mua từ hai cây luôn này và bên này là những cái cây đai trâu giống lá xếp của nhà em Em thảo bán giá là 24.000 một chậu Cô chú chị mua từ 20 chậu trở lên em Thảo sẽ miễn phí ship nha cả nhà nha. Đó, các bạn muốn lấy chậu nào cũng được. Đấy. Rồi, cô chú chị mà yêu mến thì có thể gọi điện trực tiếp hoặc là nhắn tin cho em Thảo theo số điện thoại em có ghi ở trên tiêu đề. Đầu xuân năm mới nhà em Thảo vừa mới về thêm những chậu cây phi điệp năm cánh trắng hàng gieo hạt rất là đẹp, cô chú chị có nhìn thấy này đó năm cánh trắng hàng của nhà em thì em có mấy dòng cơ thì em thảo sẽ giới thiệu luôn nhé ví dụ em thảo vừa mới cầm đây chính là cây phi điệp năm cánh trắng phú thọ này đó hiện tại thì có những cái cây của nó rất là xinh xắn nhé đó về cây thực tế nhà em thảo đang bán đấy ạ đó Anh chị em nào muốn lấy cây đang đi ngọn Hoặc là lấy cây đã thắt ngọn thì có thể nhắn cho em nhé Đối với cây thắt ngọn như này Thì chúng ta có thể kích hoa đầu ngọn được luôn nhé Cả nhà nhé Đó, rồi nướng cây đang đi ngọn rất là xinh này Đó, nó cũng đang chuẩn bị thắt ngọn rồi Dễ của nó này, các bác nhìn này Cái dễ của nó xanh ở đầu ngọn rất là khỏe, dễ luôn Đó, năm cây trạng phú thọ Em thảo bán 220 nghìn một chậu Cô chuyến chị nào mà mua hai chậu à, Em thảo sẽ bao ship cho cô chuyến chị luôn nhé đó, 220.000 một chậu rất là đẹp này Cả nhà nhìn thấy gọi cây rất là xinh luôn Đấy Nói chung là cây này về chúng ta có thể kích hoa đầu ngọn Hoặc là chúng ta lấy về để làm giống đều được này Đây cây của nó rất là xinh Và tiếp theo là cây phi điệp 5 cánh trắng hiển oanh Em Thảo cũng sẽ bán cho cô chú anh chị Với giá là 220 nghìn một chậu Nếu mà anh chị em nào mà mua ạ, Thì chúng ta phải mua kèm thuốc kích hoa này về Để chúng ta kích hoa đầu ngọn được luôn nhá Đây là kích hoa omega của Thái Em em Thảo đang bán với giá là 70 nghìn một lọ Đó cái lọ này sử dụng được rất là nhiều luôn này đó và tiếp theo ở bên này đây chính là cây à, phi điệp năm cánh trắng bạch tuyết hàng gieo hạt của nhà em này đó cây phi điệp năm cánh trắng bạch tuyết em thảo cùng bán giá là 220.000. nghìn cô chú anh chị có thể lấy giữa năm cánh trắng phú thọ hoặc là năm cánh trắng bạch tuyết thì em thảo sẽ đều bao ship cho cả nhà nhé đó những cái dòng cây thân của nó rất là đẹp luôn đó anh chị em muốn lấy cây đang đi ngọn hay cây thất ngọn thì cứ nhắn với em nhé cây đang đi ngọn này đấy năm cánh trắng bạch tuyết rất là đẹp này anh chị em nhìn thấy ạ rất là xinh luôn này đó cây rất là đẹp mê ly luôn đó. và cây của nó em đo cho cả nhà là từ 20 cho đến 25 cm có một số cây là à, khoảng tầm từ 25 cho đến 27 cm nói chung là em sẽ cố gắng lựa cho các cô chú anh chị những cây cao nhé và đây đây là cây phi điệp năm cánh trắng lâm sung với mặt bông mẹ này cả nhà các bạn nhìn thấy này đó dòng và cuối cùng là cây phi điệp năm cánh trắng mắt nai thì năm phải trắng mất nay em Thảo cũng bán 220 nghìn Thì cô chú anh chị nào mà mua theo cặp thì em Thảo cũng sẽ bao ship cho cả nhà khi mua hai cây Tiếp theo đây là những chậu cây phi điệp châu như và núi chúa Đó phi điệp châu núi chúa thì là hàng gieo hạt còn châu như Các bác biết rồi đúng không ạ Đó đây là châu như F1 nha cả nhà nhá Đó cả nhà nhìn thấy cây rất là đẹp luôn Đó em sẽ quay Hôm nay thì nhà em Thảo có à, đây là những cái cây phi điệp em à, lẫn lộn này với nhá, núi chúa và châu như luôn Đó thì em thảo bán chậu một thân Chọn một thân thì nó sẽ rất là đẹp như thế này Có một thân thì nó sẽ cao hơn một chút xíu Nó đang có mầm nhá Đang có mầm này Đó, đang có mầm gốc này Và cây nào nó có mầm gốc hết rồi Em sẽ chọn cho các bác cây có mầm gốc hết Và đang có hoa nhá Đó, Chậu một thân em thảo bán là 180.000 một chậu một thân cao khoảng 50 đến 70 cm. Đó, tiếp theo chậu hai thân của cây của này đây đó hiện tại cũng đang có hai thân hoa rất đẹp luôn nha đang có mầm góc luôn này các bác nhìn này đó hai thân em thảo bán 230.000 ba mươi đó là hai thân nha cả nhà nhá tiếp theo chậu bên này là chậu ba thân đó riêng chậu ba thân thì em thảo bán cho cô chú anh chị với giá là 260 nghìn Đó 260 nghìn Nó là chậu ba thân thôi Nhưng mà còn những cái kia nhỏ nhỏ như thế này Thì em Thảo sẽ không tính cho cả nhà đâu Em sẽ tặng cho các nhà cả nhà luôn nhá Đó đây Còn những cái bé này Đó Đây những cái bé này thì em sẽ không tặng Em tính là ba thân hoa nhá ba thân hoa này em Thảo bán cho cô chú anh chị Với giá là 260 nghìn Đó Là ba thân hoa Và tiếp theo Cô chú anh chị à, muốn xem cây của mình chi tiết hơn thì có thể xem vào livestream của em Thảo buổi tối hàng ngày vào lúc là 8 giờ tối nha các bác nhá, 8 giờ tối. Và cuối cùng đây là chậu 4 thân em thảo bán cho cô chú anh chị chậu 4 thân này. Đó 4 thân hoa này em bán cho cô chú anh chị với giá là 295 000 Đó 295 000 chậu 4 thân nha các bác nhá. Đó đây 4 thân này. Đấy, cây rất là đẹp luôn. Đó, cây những cái cây này, những cây này. Có nhìn này, hoa sai hoa chứ ạ, rất là sai hoa luôn. Đó, đây em Thảo lấy ra làm mẫu cho các bác xem thôi còn ở trong này thì nhà em hôm nay vừa mới hạ xuống đó và đây là vườn của nhà em đó cô chuyên chị nào mà yêu mến thì chúng ta phải gọi điện trực tiếp để đặt hàng với nhà em hoặc là muốn xem chi tiết hơn thì có thể gọi điện uh, hoặc là xem video của em Thảo livestream vào lúc 8 giờ tối hàng ngày nhá nó có hôm nhà em thì ăn cơm muộn một chút xíu thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 8 rưỡi nhà em livestream đó À, nhà em ngoài những cái cây này thì nhà em còn có rất là nhiều những cái chậu hoa và những cái dòng cây phi điệp khác nữa Thì cô chú chị yêu mến thì có thể là xem và gọi điện Bên này đây là những chậu cây phi điệp giống của nhà em Thảo Cô chú chị quận nhìn thấy cây rất là đẹp đúng không ạ Và duy nhất ngày hôm nay em Thảo sẽ bán giá tri ân Cô chú chị giảm ở à, đây những cái cây này bình thường Em Thảo bán là 70.000 đúng không ạ Ngày hôm nay em Thảo bán giảm 50% cho cô chú chị luôn nha các bác nhá Đó em Thảo bán giá là 35.000 một chậu cây phi điệp giống rất là nhiều loại đó. Và khi mà cô chú chị mua theo 10 cây trở lên thì em Thảo sẽ miễn phí ship nhá. Nên là cô chú chị ngày hôm nay mà mua hàng của nhà em Thảo quá là lời luôn đấy ạ. Đó, ngày hôm nay thì em Thảo sẽ bán uh, theo combo để cô chú chị dễ dàng là đặt hàng hơn nhá. Đó, em Thảo có hai combo, gồm có combo An Khang và combo cắt tường. Thì combo An Khang thì sẽ gồm có những cái loại hồng và một số cây phi đẹp em Thảo sẽ uh, cho cả nhà xem cây thực tế và em sẽ đo cho cả nhà xem nhá. Đây cả nhà. Đó, cây cao tứ. 4 cho đến 6 cm rất là đẹp luôn các bác nhìn đó cây này đầu tiên đây chính là cây hồng gia lai đấy thân huyết hạc đúng không ạ rất là đẹp luôn này tiếp theo là cây phi điệp hồng mỹ nhân đó và cây uh, hồng yên thủy em sẽ cho các bác xem mặt hoa mẹ của nó bên cạnh luôn nhá đó cây hồng á hậu các bác nhìn thấy cây hồng đẹp chưa ạ? Đây là em thả phun nước vôi trong nên hơi trắng một chút xíu nhá. Đó, tiếp theo là cây hồng Minh Châu. Đấy, xinh chưa? Rất đẹp luôn. Đó. Phi điệp bệt môi tuyết Tất cả những cái cây này đều là cây năm hai hết nhá cả nhà nhá. Nên là cái độ thích nghi môi trường của nó cực kỳ là cao luôn. Đó, cô chú chị mua về đạn đây, à. đây các bác nhìn thấy cái bộ rễ của nó xanh đẹp quá. Mua về là chúng ta thay qua cái chậu mới và chúng ta trồng nhá. Đấy, nói chung những cái cây này về thích nghi môi trường cực kỳ là cao này các bác nhìn. Tất cả đều là những cái cây này. Đây, cây năm ngoái đây và năm nay đây các bác. Đấy, đây nữa này. Đó. Tiếp theo là cây phi điệp nữ hoàng 28 gieo hạt này. Đó, cây phi điệp gái nhảy này. Đó. À, phi điệp á mắt trâu lưng xanh và cuối cùng là cây phi điệp hồng xoè combo 10 chậu ngày hôm nay nhá các bác nhá 350 000 em thảo miễn phí ship các cây rất là đẹp đúng không ạ toàn cây năm hai thôi đó cô chú chị yên tâm là mua về trồng cây nào là sống cây đấy luôn đấy ạ đó tiếp theo là combo cắt tường của nhà em thì sẽ gồm có này đó một số cây phi điệp của vùng di linh và một số cây phi điệp khác nữa này đó đầu tiên đây chính là cây phi điệp nù sáu tám này mặt bông mẹ của nó bên cạnh video của cô chú chị quận nhìn thấy nhá và tiếp theo là cây phi điệp sơn điền đó sơn điền có một cái cây phi điệp sơn điền cánh mai đúng không ạ đấy rất là xinh luôn tiếp theo là giả hạc lộc bắc phi điệp lộc bắc này đó phi điệp thác bay này phi điệp E-A-Sô này, đấy dạ hạc E-A-Sô này. Và tiếp theo là cây phi điệp cánh bầu, cánh bầu. Riêng cái dòng cây phi điệp vùng Hòa Bình này lúc nào nó cũng dày dặn hơn nếu mà cô chú chị mua về chúng ta có thể sờ lá để chúng ta xem nhá. Và tiếp theo là cây phi điệp núi chúa này. Cây phi điệp ám Hòa Bình. Đấy, ám Phú Thọ. Và cuối cùng là cây phi đẹp châu như Đấy, thân kiến lửa này, con lửa này, thân đỏ rực cho các bác nhìn Đó, combo 10 chậu này, combo cắt tường của nhà em là em thảo bán là 350.000 Em thảo bao ship nha cả nhà nhá đó, các bác nhìn đấy rất là xinh nhá cô chú anh chị có thể là lấy theo tùy ý thích những cái dòng cây ở trên này đó không nhất thiết là phải mua theo combo ạ. đó cô chú anh chị nào mà chúng ta muốn mua theo combo thì cũng đặt và gọi điện trực tiếp nếu mà không nghe điện thoại em bởi vì là cái đơn hàng của nhà em đã đó bởi vì em có rất là nhiều mặt hàng nên là khi mà cô chú anh chị mà gọi điện cho em mà không được thì vui lòng lá nhắn tin cho em để đặt hàng nhé cả nhà nhé.